Trong không khí phấn khởi mừng đảng mừng xuân, ra quân quyết thắng, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 tại ngã ba đường Lê Văn Hiến và Phạm Hữu Nhật, phường Hòa Hải. Đây là nét đẹp văn hóa được quận duy trì trong ngày làm việc đầu năm mới, với hoạt động ý nghĩa, phát động trồng cây trong toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn, góp phần khơi dậy lòng quyết tâm làm theo lời Bác, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với việc bảo vệ môi trường sống và làm cho cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Quận Ngũ Hành Sơn có một cái truyền thống là ra quân đầu năm, Tết trồng cây, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, Tết trồng cây hàng năm để mà đất nước càng ngày càng xuân. Bên cạnh đó thì cũng phát động cái lễ trồng cây như vậy cho cán bộ công chức viên chức và người lao động của quận và nhân dân toàn quận hăng hái thi đua sôi nổi, lập thành tích xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Hưởng ứng phát động của lãnh đạo quận, cũng trong sáng nay, các phường, đơn vị, trường học trên địa bàn cũng tổ chức phát động trồng cây và kêu gọi chăm sóc và giữ gìn cây xanh, đồng thời duy trì có hiệu quả phong trào Ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường sống xanh sạch thân thiện. Kêu gọi và huy động các tổ chức cá nhân cũng như trong nhân dân và trong các cơ quan trường học để thực hiện trồng cây xanh trên các tuyến đường trường học, bảo đảm được cái môi trường xanh sạch đẹp và duy trì cái ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp tại các cơ quan đơn vị và các khu dân cư. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo quận tổ chức gặp mặt và lì xì đầu năm cho cán bộ công chức viên chức lao động, quán trị tinh thần và thể hiện quyết tâm cùng đồng lòng xây dựng chính quyền vì dân phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.